Kính chào quý vị khán giả, rất vui vì được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Sống Vui trong khung giờ 20 giờ 20 phút các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, trong số phát sóng trước của chương trình thì chúng ta đã biết về các vấn đề liên quan đến lão hóa da của chị em và cách phòng chống. Để tiếp tục chủ đề này, thạc sĩ bác sĩ da liễu Trương Thị Minh Hương, nguyên phó chủ nhiệm bộ môn da liễu Đại học Y Thái Nguyên và chị Mỹ Nhung sẽ tiếp tục với những chia sẻ cùng với những tư vấn về các giải pháp giúp trắng da, trị nám và kéo dài tuổi thanh xuân cho phụ nữ. Trước tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ Trương Thị Minh Hương cùng với chị Mỹ Nhung đã nhận lời mời tham gia chương trình Sống Vui. Chào MC, chào quý vị khán giả. Xin chào Bảo Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Ở chương trình lần trước thì với những thông tin chia sẻ của bác sĩ thì chắc hẳn là chị Nhung đã có thêm rất là nhiều những kiến thức cho làn da của mình. Vậy thì đến với chương trình ngày hôm nay thì chị Nhung có muốn đặt thêm câu hỏi cho bác sĩ không ạ? Vâng, thưa bác sĩ, trong chương trình hôm nay thì tôi cũng có cái câu hỏi là trước đây là da của tôi thì rất là trắng mịn, nhưng sau khi sinh em bé thì da của tôi trở nên thiếu sự mịn màng, xuất hiện nám và tàn nhang. Thì bác sĩ có thể tư vấn cho tôi sử dụng được sản phẩm nào có thể hiệu quả và để làn da của tôi trở nên tươi trẻ hơn trước không ạ? Để duy trì được cái nét đẹp từ cái tuổi thanh xuân, bạn nên dùng cái sản phẩm Woman Sure. Nó có cái thành phần glutathione và alpha lipoic acid. Nó có tác dụng là chống lại cái phân tử gốc tự do và chống cái oxy hóa rất là mạnh. Nó làm trắng da, làm trị nám, làm cho giảm cái quá trình lão hóa rất là tốt, mà nó được chiết xuất từ những cái thảo dược thiên nhiên rất là an toàn và hiệu quả. Thế ngoài ra thì bạn nên dùng cái sản phẩm Kiều Xuân. Trong thành phần của nó có estrogen 100, có DHEA, có pregnenolone. Tất cả những cái sản phẩm nó đều được chiết xuất từ những cái thảo dược thiên nhiên. Bạn có thể tin dùng và sản phẩm này rất là an toàn và hiệu quả. Ngoài ra thì bạn nên dùng cái serum mà có thành phần Nano Bright, được chiết xuất từ cái cây việt quất, dây leo, rồi tinh chất hoa hồng, vân vân. Những cái sản phẩm đấy cũng rất là yên tâm. Cảm ơn những thông tin vừa rồi của bác sĩ. Và ngay bây giờ thì xin mời bác sĩ cùng với chị Nhung, cùng với quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn tiểu phẩm ngắn ngay sau đây. Chị Tẹo, cho em họ tên đầy đủ của chị nhanh lên. Để làm gì? Phường mình chuẩn bị thi hoa hậu nhá. Em thấy chị hợp nên là định đăng ký cho chị thi. Mà nghe đâu giải nhất là được hẳn một con lợn xề đấy. Tôi không thi đâu. Mà sao lại không thi? Mà cứ nhìn mặt tôi xem đây này. Mặt đầy nám như này này. Thi cái nỗi gì? Đầu đêm xem nào. Ui giời, nám này ăn thua gì? Ngày trước em còn bị nám kinh hơn chị nhá. Mà bây giờ chị nhìn đây này, em có bị làm sao đâu, suy giảm nội tiết tố nữ đấy. Ừ nhở, thế nám của cô đâu hết rồi? Suy giảm nội tiết tố nữ á? Em nghe đài thấy bác sĩ người ta tư vấn ý, đến độ tuổi của chị em mình thì mấy vấn đề về da như nám, sạm, bị lão hóa này, thiếu hụt nội tiết tố, bác sĩ còn tư vấn cho em phải bổ sung nội tiết tố bằng các sản phẩm chứa estrogen 100, DHEA và các tiền nội tiết tố nữ khác. Ngoài ra còn uống sản phẩm có NLG-glutathione, alpha-lipoic acid và hàng loạt các loại chiết xuất thảo dược khác. Sử dụng đồng thời cả hai sản phẩm này không chỉ giúp da hết nám, sạm mà còn trắng sáng mịn hơn nữa. Sinh lý cũng tốt hơn, trẻ da cả vài tuổi ấy chứ. Thế thì cô dắt tôi đi mua ngay đi. Biết đâu, tôi đi thi hoa hậu, được có lợn xề mang về sao? Vâng ạ, thưa bác sĩ, ở trong đoạn tiểu phẩm ngắn vừa rồi thì nhân vật có sử dụng hai bộ sản phẩm. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết thêm là dùng hai bộ sản phẩm này thì có an toàn hay không và có dùng được lâu dài hay không? Và ngoài những cái công dụng như là trị nám, tàn nhang và làm trắng thì chúng ta còn có thể sử dụng hai bộ sản phẩm này trong trường hợp như thế nào nữa? Chúng ta có thể nói rằng là nó là một cái cặp đôi hoàn hảo. Sản phẩm Kiều Xuân thì nó trong thành phần của nó có estrogen 100, có DHEA, có pregnenolone. Thì ba cái thành phần này nó là tiền nội tiết tố sinh dục nữ mà được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, giải quyết những cái vấn đề rất là bức xúc ở những cái tuổi tiền mãn kinh. Ngoài ra thì cái Woman Sure nó có hai cái thành phần là glutathione và cái alpha lipoic acid, nó chống lại được những cái phân tử gốc tự do và chống được những cái oxy hóa rất là mạnh, mà nó được chiết xuất từ cái cây kế sữa này, rễ cam thảo này,
quả lựu đỏ này, quả nho đỏ này, rồi trà xanh vân vân, làm cho cái làn da của chúng ta trắng hơn, sáng hơn và những cái nám nó sẽ được giảm đi. Ngoài hai cái sản phẩm mà tôi vừa nói thì chúng ta nên dùng cái serum có cái thành phần Nano Bright được chiết xuất từ cây việt quất, dây leo, rồi có cái tinh chất hoa hồng đấy, từ những cái thảo dược thiên nhiên mà điều trị rất là tốt và có hiệu quả. Chúng ta dùng cái này để điều trị bên ngoài. Xin được cảm ơn những tư vấn hữu ích từ chuyên gia và những chia sẻ từ chị Mỹ Nhung. Đây cũng chính là thông tin cuối trong chương trình ngày hôm nay. Thời lượng của chương trình cũng vừa hết. Hy vọng rằng với những thông tin bác sĩ vừa chia sẻ, chị em đã có thật nhiều những kiến thức để chăm sóc làn da của mình. Ngay từ bây giờ, quý khán giả hãy gọi điện thoại tới tổng đài 1900-1259 giờ hành chính hoặc số điện thoại 024-39-959-969 hoặc gửi câu hỏi về hòm thư sốngkhoe@bacsitivan.vn để được các chuyên gia tư vấn. Chi tiết xin liên hệ tại website bacsitivan.vn. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bí quyết dưỡng trắng da, trị nám và kéo dài tuổi xuân cho chị em phụ nữ. Thứ nhất, lựa chọn viên uống giúp trắng da, chống lão hóa, chống nắng bằng viên uống chứa đồng thời L-glutathione, alpha-lipoic acid, các chiết xuất thảo dược như cây kế sữa, trà xanh, quả lựu đỏ, rễ cam thảo, rau bina, cà chua cùng các vitamin A, B3, C, E và các khoáng tố vi lượng như canxi, kẽm, selenium. Thứ hai là cân bằng nội tiết tố nữ bằng sản phẩm chứa estrogen 100, DHEA. Thứ ba, chú ý chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học và điều độ, chống nắng, bảo vệ da đầy đủ mỗi khi ra ngoài, tiếp xúc với ánh nắng, khói bụi. Khi nhận được sự tư vấn của bác sĩ về sử dụng bộ sản phẩm Kiều Xuân và Woman Sure, tôi đã làm theo và sau một thời gian thì tôi cảm thấy là da của mình trở nên trắng mịn hơn và các vết nám mờ đến 70%, da trông mịn màng, khỏe mạnh hơn, ai gặp cũng khen trẻ đẹp hơn trông thấy và tôi sẽ tiếp tục sử dụng bộ sản phẩm này trong thời gian dài. Danh sách khán giả trúng thưởng ghi trước. Câu hỏi tuần này, bổ sung estrogen 100 DHEA Brexenolone cùng các dưỡng chất chống oxy hóa tự nhiên là giải pháp giúp chị em luôn trẻ đẹp hấp dẫn, đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Bạn hãy gửi đáp án chính xác nhất vào mẫu ký tự sống vui dưới đây. Lưu ý, ký tự có phân biệt chữ hoa và chữ thường rồi gửi về cho chúng tôi theo số điện thoại 0969 879 946. Ba bạn có câu trả lời chính xác nhất và nhanh nhất sẽ nhận được phần quà là sản phẩm Kiều Xuân ổn định nội tiết, kéo dài tuổi xuân đến từ công ty cổ phần dược phẩm Vinza. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Sống Vui trên kênh VTV2 với chủ đề điều trị bệnh trĩ bằng thảo dược hiệu quả và an toàn.